Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thơ sư tổ thứ 2 ngày 20 tháng 5 của Đài Phát Thanh và Trường hình Thư Tướng Huế. Mở đầu như thường lệ sẽ là phần điểm những thông tin chính trong chương trình. Chưa đến một tuần sau khi công bố hết dịch tại Phong Điền, Thừa Thiên Huế lại phát hiện thêm nhiều ổ dịch tả lợn châu Phi mới tại thị xã Hương Trà. Điện lực Thừa Thiên Huế cho biết, thời tiết nắng nóng khắc nghiệt diện rộng ở miền Bắc và miền Trung nên đường điện tiêu thụ được dự báo vẫn tiếp tục ở mức rất cao, thậm chí vẫn còn có khả năng tạo lập kỷ lục mới. Bế mạc ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao, du lịch tại A Lưới với nhiều ấn tượng đẹp về tình đoàn kết, hữu nghị, cùng phát triển của các dân tộc anh em cùng sinh sống trên dải Trường Sơn hùng vĩ. Tại A Lưới, một lễ bế mạc đầy sắc màu đã khép lại ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao, du lịch các dân tộc thiểu số vùng biên giới Việt Nam Lào, khu vực miền Trung Tây Nguyên. Sự kiện do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức đã để lại nhiều ấn tượng đẹp về tình đoàn kết, hữu nghị cùng phát triển của các dân tộc anh em cùng sinh sống trên dải Trường Sơn hùng vĩ. Sau 3 ngày diễn ra hấp dẫn, sôi nổi, ấn tượng, đậm tình đoàn kết, hữu nghị giữa các dân tộc Việt Nam và nước bạn Lào, ngày hội đã thành công rực rỡ và để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng du khách và nhân dân với các hoạt động như liên hoan văn nghệ quần chúng, trình diễn trang phục dân tộc, trình diễn dệt vải, thổ cẩm, giao lưu, thi đấu thể thao, kéo co, bóng chuyền, bắn nỏ, tổ chức đoàn farm trip khảo sát khu du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng tại A Lưới. Đây là một cái tổ chức lễ hội giao lưu văn hóa giữa Việt Nam Lào ở các tỉnh biên giới, tôi đánh giá là rất là thành công, thậm chí là nếu như phải nói một từ là tuyệt vời. Ở đây chúng ta đã làm được rất là nhiều điều cho những cái người dân tộc vùng thiểu số trong cái văn hóa, trong nghệ thuật, trong thể thao và trong phát triển du lịch, cũng như đồng thời ta cảm thấy rất rõ là người ta đến đây với một cái tinh thần là mong muốn giới thiệu những cái gì đẹp nhất của cái bản sắc của dân tộc mình với bạn bè, và đã thể hiện được điều đó. Tôi cho rằng cái đó là cái lớn nhất mà chúng ta đạt được trong cái kỳ này. Đêm khai mạc và bế mạc là chương trình nghệ thuật đặc sắc với sự góp mặt của các nghệ sĩ nổi tiếng, mang bảng pháo hoa lung linh huyền ảo. Tại đêm bế mạc, khán giả được chiêm ngưỡng trình diễn tôn vinh vả giang của các nhà thiết kế Minh Hạnh, Việt Bảo, Chu Lai, Trần Thiện Khánh, Cao Duy đã thực sự ấn tượng tuyệt vời với khán giả. Ban tổ chức đã trao các giải cho liên hoan văn nghệ quần chúng với 15 giải A, 12 giải B, 5 giải khuyến khích. Về trình diễn trang phục truyền thống trao 2 giải A, 2 giải B và 1 giải C. Về trưng bày triển lãm đặc trưng văn hóa các dân tộc đã trao 2 giải A, 2 giải B. Về trình diễn dệt vải thổ cầm truyền thống đã trao 1 giải A, 2 giải B và 2 giải C. Ngày hội với sự tham gia của khoảng 300 nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên quần chúng, đồng bào các dân tộc thuộc 5 tỉnh miền Trung Tây Nguyên và 4 tỉnh đến từ nước bạn Lào, cùng hàng nghìn lượt du khách và nhân dân đến cổ vũ. Nay đã khép lại với sự dư âm rất tuyệt vời, và khán giả mong muốn ngày hội như thế này sẽ còn duy trì trong những năm tới để không chỉ đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của bà con, mà qua đây càng thêm hiểu và tôn vinh về bản sắc dân tộc mình, thắm đượm hơn nữa tình đoàn kết giữa các dân tộc Việt Nam, Lào, góp phần giữ vững an ninh trên tuyến biên giới. Chiều nay, Cục Thuế và Công an tỉnh phối hợp tổ chức sơ kết công tác phối hợp đấu tranh phòng chống các hành vi vi phạm trong lĩnh vực thuế giai đoạn 2015-2018 và ký kết triển khai quy chế phối hợp liên ngành giai đoạn 2019-2023. Trong giai đoạn 2015-2018, cơ quan công an và thuế của tỉnh thường xuyên phối hợp trong công tác đấu tranh phòng chống các hành vi tội phạm lĩnh vực thuế và đạt những kết quả tích cực. Hai bên cùng phối hợp trao đổi thông tin, tài liệu về chính sách thuế, phòng chống tội phạm lĩnh vực thuế, cung cấp danh sách doanh nghiệp bỏ trốn nợ thuế có dấu hiệu mua bán hóa đơn, hồ sơ vụ vi phạm pháp luật về thuế để cơ quan cảnh sát điều tra kịp thời nghiên cứu, điều tra, xử lý. Đồng thời, hai bên kết hợp hỗ trợ nhau trong công tác chống các hành vi gian lận và thất thu thuế, góp phần tăng số nộp ngân sách trên địa bàn và tính nghiêm minh của pháp luật. Trong lĩnh vực thuế ở cấp huyện, thị xã, thành phố, sự phối hợp được quan tâm đẩy mạnh giúp cho cơ quan thuế xử lý, truy thu thuế, nợ đọng thuế, chống thất thu cho nhà nước. Đặc biệt đã xử lý 5 hồ sơ doanh nghiệp không chấp hành nộp thuế từ năm 2015 với số nợ thuế lớn kéo dài. Trong quá trình triển khai phối hợp thực hiện còn gặp những khó khăn, chính sách pháp luật thường xuyên sửa đổi bổ sung, hành vi trốn thuế, gian lận ngày càng tinh vi, phức tạp, tội phạm về thuế hoạt động có tổ chức liên quan nhiều địa phương, đòi hỏi tập trung nhiều lực lượng, thời gian, trong khi sự phối hợp có lúc chưa chặt chẽ, thiếu kinh phí hoạt động, khó trong điều tra, xử lý. Để triển khai hiệu quả trong thời gian tới, hai bên ký kết quy chế phối hợp giai đoạn 2019-2023, trong đó tập trung xây dựng kế hoạch phối hợp cụ thể nhằm ngăn chặn và đẩy lùi hiện tượng thành lập doanh nghiệp nhưng không tổ chức kinh doanh mà chỉ mua bán hóa đơn, kê khai gian lận, trốn thuế. Tiếp tục trao đổi thông tin, chú trọng công tác chống thất thu lĩnh vực giao thông, kinh doanh khách sạn, kinh doanh qua mạng, các hành vi vi phạm và tội phạm lĩnh vực thuế, hỗ trợ về bồi thường nghiệp vụ, trao đổi kinh nghiệm, xây dựng các lĩnh vực trọng điểm để tổ chức phối hợp chống hành vi vi phạm và phạm tội trong lĩnh vực thuế có hiệu quả. Thưa quý vị, chưa đến một tuần sau khi công bố hết dịch tại Phong Điền, Thừa Thiên Huế lại phát hiện thêm nhiều ổ dịch tả lợn châu Phi mới tại thị xã Hương Trà. Điều này cho thấy những diễn biến hết sức khó lường của dịch tả lợn châu Phi đòi hỏi các cơ quan chức năng và chính quyền các địa phương phải quyết liệt hơn nữa trong công tác phòng chống, dập dịch và ngăn ngừa lây lan ra diện rộng. Từ ổ dịch đầu tiên được phát hiện tại đàn lợn 10 con của hộ dân Lê Quang Chiến, tổ dân phố 6, phường Hương Trử, trong đó có 6 con bị chết vì bệnh. Kết quả xét nghiệm những con lợn chết của gia đình ông Chiến dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi. Đến nay, dịch bệnh này đã bùng phát và lây lan trên diện rộng với 5 xã, phường trên địa bàn thị xã gồm Hương Trử, Hương Văn, Hương Phong, Hương An và Hương Vinh. Tại phường Hương An, nơi có dịch tả lợn châu Phi hoành hành lớn nhất trên địa bàn thị xã, buộc phải tiêu hủy gần 30 con lợn nái và lợn thịt của 4 hộ dân trong chiều tối 19 tháng 5 với trọng lượng hơn 2,3 tấn. Tình hình là cách đây 3 ngày á, thì tự nhiên lợn bỏ ăn từng con một, rồi xong là cả bầy luôn. Rồi bắt đầu tôi mới điện báo cho thú y của trạm phường. Rồi bên phường mới bảo là cho ngoài thị xã và chi cục về là lấy máu để xét nghiệm. Thì hôm qua là nói là xét nghiệm là dương tính, do đó là coi như là quyết định tiêu hủy. Một số biện pháp khẩn cấp hiện nay đó là cái thứ nhất, chúng tôi chốt chặn ở các cái điểm mà vào khu ổ dịch, trong đó cho rễ vôi và làm bảng để mà thông báo. Đây là cái vùng dịch, cho đó hạn chế người dân vào ra. Cả thứ hai nữa là thông báo cho những người dân trong vấn đề là mua bán lợn thịt trên địa bàn phải biết được Hương An đang có dịch để mà hạn chế trong vấn đề để mà mua những cái lợn mà bị dịch bệnh để mà tiêu thụ ra thị trường. Đồng thời cũng khuyến cáo về tất cả người dân trong vấn đề ổn định tình hình, tập trung phòng chống dịch, làm sao đó tuyên truyền rộng rãi cho đến các hộ chăn nuôi. Tính đến thời điểm này, chỉ trong vòng chưa tới 4 ngày, từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 5 năm 2019, dịch bệnh này đã xảy ra trên địa bàn 5 xã phường gồm Hương Trử, Hương Văn, Hương Phong, Hương An và Hương Vinh, buộc phải tiêu hủy 61 con lợn của 21 hộ chăn nuôi với trọng lượng trên 4,5 tấn. Hiện tình hình dịch tả lợn châu Phi vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp tại thị xã Hương Trà. Để đối phó với tình hình dịch bệnh này, Ủy ban Nhân dân thị xã Hương Trà đã triển khai khẩn cấp nhiều biện pháp phòng chống, bao vây dập dịch, hạn chế bùng phát và lây lan trên diện rộng, gây thiệt hại lớn cho người chăn nuôi. Ngay ngày hôm nay, thì Ủy ban Nhân dân thị xã tiếp tục chỉ đạo bà con nhân dân là tiêu độc khử trùng trên tất cả các xã phường, rải vôi các cái trục đường chính và các cái chuồng trại xung quanh mà bà con nuôi nhiều. Đặc biệt là yêu cầu các xã phường là ký cam kết đối với các hộ dân và thông tin kịp thời cho chính quyền địa phương nếu có lợn ốm, lợn chết xảy ra, vừa là xử lý và tiêu hủy kịp thời để phòng chống dịch hiệu quả hơn. Trước đó, chiều ngày 17 tháng 5, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương đã đến hiện trường trực tiếp chỉ đạo xử lý khống chế dịch tả lợn châu Phi ngay sau khi phát hiện và có kết quả virus dương tính. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương đề nghị chính quyền địa phương tổ chức các thủ tục để tiến hành tiêu hủy toàn bộ lợn bị nhiễm bệnh và nghi bị nhiễm bệnh, tổ chức khoanh vùng ổ dịch, tiến hành vệ sinh, tiêu độc khử trùng ổ dịch hàng ngày và tiêu độc các phương tiện vận chuyển, con người ra vào khu vực có dịch, đồng thời thành lập chốt kiểm dịch, quản lý chặt chẽ việc vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ sản phẩm thịt vùng có dịch. Đặc biệt, phải tiến hành triển khai ngay công tác tổng rà soát tình hình đàn lợn trên địa bàn thị xã. Tuy nhiên, khó khăn trong công tác phòng chống dịch tả lợn hiện nay là tình hình nắng nóng gay gắt, nhiệt độ quá cao khiến cho đàn gia súc có nguy cơ giảm sức miễn dịch. Ý thức một số hộ chăn nuôi trên địa bàn còn hạn chế, không chôn lấp tiêu hủy theo quy định của ngành thú y mà còn vứt xác lợn chết ở một số kênh mương, sông hói dọc khu vực tuyến đường tránh Huế. Là địa phương giáp ranh với vùng dịch, ngay trong sáng nay, huyện Quảng Điền đã tổ chức họp khẩn ban chỉ đạo để triển khai các giải pháp phòng ngừa. Trước tình hình diễn biến của dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại thị xã Hương Trà, với tinh thần chủ động phòng chống dịch, huyện đã thành lập ban chỉ đạo, đoàn kiểm tra liên ngành của huyện tại 11 xã thị trấn cũng đã thành lập ban chỉ đạo các tổ giáp tại cộng đồng để kịp thời nắm bắt theo dõi diễn biến của dịch bệnh. Khảo sát và trong vị trí đóng các chốt chặn kiểm soát không cho vận chuyển lợn ra vào địa bàn khi có dịch xảy ra, nhất là đầu vào của hai địa phương Phong Điền và Hương Trà. Tiến hành tiêu độc khử trùng một tuần một lần tại các trang trại và hộ gia đình có chăn nuôi lợn, vận động hộ nhân dân tuân thủ các quy định của ngành chuyên môn. Nếu có lợn chết xảy ra, xử lý và chôn lấp lợn bệnh ngay tại nhà, không bán, không vứt xác lợn ra môi trường để hạn chế lây lan trên diện rộng. Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện yêu cầu các địa phương tiến hành đánh giá lại tất cả các giải pháp đã triển khai thực hiện, từ công tác tuyên truyền, vận động đến kiểm tra xử lý nghiêm các lò mổ không phép, buôn bán lợn lề đường không có giấy kiểm dịch và các trường hợp cố tình vi phạm, để công tác phòng chống dịch trên địa bàn huyện thật sự hiệu quả. Tiếp tục thông tin liên quan đến công tác xử lý điểm nóng khai thác cát trên sông Bồ, ông Hồ Đắc Trương, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, trong chiều nay ngày 20 tháng 5, Sở đã hoàn tất hồ sơ đề xuất xử lý và gửi cho Ủy ban Nhân dân tỉnh để sớm ra quyết định xử phạt công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xây dựng giao thông Tuấn Hải về hành vi khai thác vượt quá độ sâu quy định tại hai mỏ cát là mỏ bãi bồi Lại Bằng và mỏ khe băng khu vực thượng nguồn sông Bồ. Theo biên bản vi phạm đã được người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp này ghi nhận, độ sâu sau khi tiến hành đo đạc ở cả hai khu vực mỏ nói trên đều vượt quá 5 mét trở lên so với độ sâu ban đầu được cấp phép là 2,9 mét ở mỏ khe băng và 4 mét đối với mỏ bãi bồi Lại Bằng. Căn cứ theo Nghị định 33 ngày 3 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản, Sở tham mưu mức xử phạt vượt khung là 800 triệu đồng mỗi mỏ và tổng cộng mức xử phạt cả hai mỏ là 1,6 tỷ đồng, đồng thời sẽ tiến hành thu hồi giấy phép khai thác đối với doanh nghiệp này. Lãnh đạo Sở Tài nguyên Môi trường cũng cho biết, sau khi xử lý bước đầu sẽ tiếp tục đấu tranh với doanh nghiệp để xử lý phần khai thác ngoài phạm vi mỏ và có biện pháp phục hồi môi trường. Qua tìm hiểu, công ty Tuấn Hải phải ký quỹ phục hồi môi trường cho hai mỏ được cấp tổng cộng là gần 578,5 triệu đồng. Phần lớn số tiền này đã được đóng cho nhà nước, chỉ còn trên 47 triệu của mỏ bãi bồi Lại Bằng là chưa đóng trong năm 2019. Trong hai ngày qua, trên mạng xã hội và kênh tương tác của Trung tâm Giám sát Điều hành Đô thị Thông minh tiếp tục xuất hiện một clip ghi cảnh người dân vô tư rải vàng mã xuống sông Hương. Cụ thể, đoạn clip dài 1 phút 14 giây được quay vào trưa ngày 19 tháng 5, tức rằm tháng 4, ghi nhận một nhóm người, một nam hai nữ, đi trên hai xe máy. Khi đến giữa cầu Chợ Dinh, ba người này đã thay phiên nhau vô tư rải một lượng lớn vàng mã xuống sông Hương. Rất nhiều người tỏ ra bất bình với thái độ bất chấp những nguy hại về môi trường của nhóm người này, đồng thời cho rằng lực lượng chức năng cần sớm vào cuộc, xử lý nghiêm minh làm gương. Sau khi tiếp nhận thông tin trên, Trung tâm Giám sát Điều hành Đô thị Thông minh đã chuyển đến lực lượng công an để xử lý nghiêm. Trước đó, mạng xã hội và kênh tương tác phản ảnh hiện trường của Trung tâm Giám sát Điều hành Đô thị Thông minh cũng đã xuất hiện nhóm người vô tư rải vàng mã xuống sông Hương, đoạn cầu đi bộ gỗ Lim. Sự việc này đã được cơ quan công an điều tra ra quyết định xử phạt một cá nhân 3 triệu đồng về hành vi xả rác thải xuống sông. Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế cho biết thời tiết nắng nóng khắc nghiệt diện rộng ở miền Bắc và miền Trung nên lượng điện tiêu thụ được dự báo vẫn tiếp tục ở mức rất cao, thậm chí vẫn còn có khả năng tạo lập kỷ lục mới. Điều này dẫn tới nguy cơ gây quá tải, thậm chí gây cháy nổ tăng cao so với bình thường. Do đó, EVN khuyến cáo các cơ quan công sở, nơi sản xuất và người dân cần tiếp tục chú ý sử dụng điện an toàn và tiết kiệm, không nên sử dụng đồng thời các thiết bị điện có công suất lớn để vừa đảm bảo tiết kiệm điện cho khách hàng, vừa giảm thiểu nguy cơ quá tải cục bộ của lưới điện, đồng thời cũng hạn chế tình trạng hóa đơn tiền điện tăng đột biến do mức sử dụng điện quá cao so với bình thường. Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế cho biết, mới đây, Bộ Công Thương vừa có báo cáo gửi Chính phủ về phương án tăng giá điện theo nghị quyết số 30 NQCP của Chính phủ. Báo cáo đề cập các nội dung về quá trình xây dựng, ban hành và kiểm tra thực hiện quyết định 648 Bộ Công Thương về điều chỉnh giá bán điện lẻ bình quân và quy định giá bán điện. Đại diện Bộ Công Thương cho hay, thời gian qua, cơ quan này đã nghiên cứu và lấy ý kiến rộng rãi về các phương án giá điện bậc thang. Tuy nhiên, khi tính tới các mục tiêu như đảm bảo an sinh xã hội, khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, đơn giản trong sử dụng, thì phương án như hiện nay vẫn được nhiều người chấp nhận hơn cả. Thời gian tới, Bộ sẽ chỉ đạo EVN thống kê chi tiết thực tế sử dụng điện của các khách hàng sinh hoạt trên cả nước để nghiên cứu, đề xuất biểu giá bán lẻ điện phù hợp với đại bộ phận khách hàng sử dụng điện trên cả nước, đồng thời khuyến khích sử dụng điện hiệu quả tiết kiệm. với chức năng quản lý nhà nước về ngành điện, Bộ sẽ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất và báo cáo Thủ tướng về cơ cấu biểu giá điện bậc thang đối với các khách hàng điện sinh hoạt, hướng tới mục tiêu giảm bù chéo giữa các hộ tiêu thụ. Theo tin chúng tôi nhận được, tại khu vực thôn Kim Sơn, xã Thủy Bằng, một vụ cháy đã xảy ra. Nguyên nhân cháy là do việc đốt rác thải sinh hoạt, rác thải xây dựng. Ngọn lửa bùng phát từ bãi rác thải hỗn hợp này và lan vào rừng keo tràm của một cơ sở tôn giáo thông qua ống cống thoát nước. Bãi rác thải này bao gồm lá cây, cành cây cảnh, bao xi măng, vỏ nhựa, kính xây dựng, ngói lu li xanh. Theo ý kiến của lực lượng chức năng, nguyên nhân cháy do việc đốt rác thải trong thời tiết khăn khô, nhiệt độ ngoài trời gần 40 độ, cùng với gió Nam Lào nên lửa đã lây lan vào chân rừng keo tràm. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, nhanh chóng dập tắt đám cháy, bảo vệ an toàn cho rừng thông Thiên An. Tiếp tục với những thông tin văn hóa nổi bật, đại lễ Phật đản Phật lịch 2563 khép lại với lễ diễu hành xe hoa lung linh đầy sắc màu, thu hút hàng vạn tăng ni Phật tử và người dân thành phố Huế tham gia. Mùa Phật đản năm nay có sự tham gia diễu hành của 23 xe hoa của các đơn vị tổ đình niệm Phật đường, được thiết trí lộng lẫy trang nghiêm với những chủ đề sinh động về cuộc đời Đức Phật Thích Ca từ khi đản sanh. Được biết, công đoàn chuẩn bị trang trí cho các xe hoa đã được tăng ni Phật tử thực hiện tỉ mỉ từ nhiều tuần trước đại lễ, qua đó làm nên những chiếc xe hoa đẹp mắt, để lại nhiều ấn tượng cho người dân và du khách trong đêm diễu hành. Đoàn xe xuất phát tại lễ đài chính tổ đình Từ Đàm vào lúc 18 giờ, lần lượt đi qua các đoạn đường chính như Phan Bội Châu, Nguyễn Huệ, Bà Triệu, Nguyễn Sinh Cung, Lê Lợi và kết thúc lộ trình tại ngã 6 Hùng Vương, thành phố Huế. Theo ban tổ chức đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vsat 2019, bên cạnh ý nghĩa thể hiện niềm thành kính dâng lên Đức Phật trong ngày đại lễ Phật đản, việc duy trì tổ chức diễu hành xe hoa hàng năm tại các địa phương còn thể hiện ước nguyện cầu mong cho đất nước thái bình, chúng sanh an lạc. Chiều qua tại công viên mùng 3 tháng 2, Học viện Âm nhạc Huế tổ chức chương trình âm nhạc với chủ đề Hoa thơm dân Bác và phát động cuộc thi sáng tác ca khúc về Bác. Tại chương trình, cuộc đời và sự nghiệp vĩ đại của lãnh tụ Hồ Chí Minh đã được tái hiện một cách trọn vẹn và ý nghĩa thông qua 12 ca khúc hào hùng với giai điệu đầy tự hào lắng động như Bác Hồ, Một tình yêu bao la, Bác cùng chúng cháu hành quân, Người là niềm tin tất thắng. Bên cạnh những tiết mục đơn ca, tổ ca, chương trình còn mang đến cho khán giả những màn độc tấu saxophone, độc tấu sáo trúc đầy sáng tạo độc đáo, qua đó gửi gắm tình cảm của nhân dân đến vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc. Dịp này, Học viện Âm nhạc Huế phát động cuộc thi sáng tác ca khúc về Bác chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh trong toàn thể cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên đang công tác giảng dạy tại học viện và các nhạc sĩ thuộc Hội Nhạc sĩ Việt Nam tại Thừa Thiên Huế. Thời gian phát động cuộc thi từ ngày 19 tháng 5 năm 2019, hàng cuối nhân bài đến hết ngày 30 tháng 3 năm 2020. Lễ tổng kết trao giải thưởng cuộc thi sẽ được tổ chức vào dịp kỷ niệm sinh nhật Bác 19 tháng 5 năm 2020. Hành trình từ thiện xuyên Việt của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ thương mại Hà Vi vừa có chặng dừng chân tại Thừa Thiên Huế với nhiều hoạt động thiện nguyện trợ giúp cho các bệnh nhân và người nghèo trên địa bàn. Tại bệnh viện Trung ương Huế, 620 suất cơm chay được công ty trao tận tay cho các bệnh nhân đang điều trị tại đây. Những suất ăn miễn phí ấm áp nghĩa tình này góp phần giúp người bệnh giảm bớt chi phí điều trị, động viên các bệnh nhân vượt qua khó khăn bệnh tật, sớm ổn định đời sống. Cùng ngày, đoàn cũng đã trao 200 suất quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại thị trấn Thuận An, với những phần quà bao gồm mì ăn liền và một số nhu yếu phẩm. Được biết, tổng giá trị của hoạt động thiện nguyện lần này là hơn 50 triệu đồng. Là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thực phẩm chức năng có trụ sở tại tỉnh Bình Phước, bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh thì Havico luôn tổ chức các chương trình thiện nguyện khắp cả nước với chủ đề Hành trình từ thiện xuyên Việt nhằm lan tỏa tinh thần nhân văn sâu sắc tới toàn thể cán bộ công nhân viên của công ty, cũng như thể hiện được trách nhiệm của doanh nghiệp đối với toàn xã hội. Sáng nay, tại Trung tâm Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức lễ vận động học sinh tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước và giải bơi học sinh phổ thông năm 2019. Tham dự giải có hơn 200 vận động viên là học sinh của các khối tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh. Các vận động viên tranh tài với các nội dung thi cá nhân 25m, 50m tự do, ít nam nữ cho khối tiểu học, trung học cơ sở và nội dung đồng đội 4x25m tự do cho khối trung học phổ thông. Giải bơi học sinh phổ thông 2019 là hoạt động nhằm tăng sức khỏe, giảm bớt mệt mỏi sau những giờ học căng thẳng cho các em học sinh, đồng thời cổ vũ phong trào học tập, hướng dẫn giảng dạy bộ môn bơi trong các trường học. Thông qua hoạt động nhằm tuyên truyền về phòng chống, hạn chế tai nạn đuối nước cho học sinh trên địa bàn toàn tỉnh. Nằm trong khuôn khổ Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao, du lịch các dân tộc thiểu số vùng biên giới Việt Lào, khu vực miền Trung Tây Nguyên năm 2019 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, lễ cưới của người Paco tại vùng cao A Lưới đã được tái hiện một cách sinh động. Hãy cùng tìm hiểu nét đặc trưng văn hóa của người Paco trong phần cuối của chương trình. Ngay từ sáng sớm, hai tấm vải giang lớn được người trong gia đình treo trước nhà, báo hiệu nhà có hỷ sự. Cùng lúc này, những lễ vật truyền thống được cha mẹ và già làng chuẩn bị cho sự kiện trọng đại. Người Paco ngày nay không còn tục thách cưới, nhưng riêng lễ vật quan trọng đến phong tục bắt buộc nhà trai phải đo như heo, quần áo, tiền, vàng, bạc, cườm, thau chiều. Với nhà gái là giàng, chiếc a lơ, gạo, gà, vịt. Là nghề lễ trọng đại trong gia đình, nên ai cũng diện cho mình những trang phục truyền thống đẹp mắt cho nghề lễ quan trọng. Đời sống hiện nay thì mình vẫn duy trì cái phong tục tập quán của mình, tức là mình vẫn duy trì để bảo tồn lại cái bản sắc truyền thống của đồng bào Paco. Rất là vinh dự, tự hào về nét truyền thống của văn hóa, của bản sắc của dân tộc mình. Để mà lưu lại cho tầng lớp trẻ trước mắt cũng như sau này để mà gìn giữ bản sắc. Sau lễ báo cáo với bố mẹ và đám hỏi, người Paco tổ chức lễ cưới gồm hai bước, bốc đóp đám cưới nhà trai và Palia Alex Kamai, đám cưới nhà gái. Lúc này, nhà gái cùng các gia lang trường họ mang theo lễ vật cần thiết đến nhà trai. Trong không khí trang nghiêm, hai gia đình bắt đầu những nghi thức dưới sự chỉ dẫn và chứng kiến của gia lang trưởng tộc của hai gia đình, những cái lễ Paason, lễ nhận thông gia, nghi thức trao và nhận của hồi môn và cuối cùng là nghi thức Patup AD, Pachadoi. Vợ chồng ăn chung một chén cơm mới, cầu mong hạnh phúc bền lâu. Sau khi hoàn tất nghi lễ tại nhà trai, hai bên bàn bạc đến ngày tổ chức lễ cưới tại nhà gái. Những nghi lễ mang một ý nghĩa đặc biệt với bà con nơi đây. Một là tổ tiên là để biết, thứ hai là coi là giàng biết, cả hai bên là trình bày. Bây giờ là hôm nay là hai con á, là lấy nhau, tức là trở thành là vợ chồng, và cả hai bên nữa, hai bên gia đình là cũng có mặt luôn, là đồng ý, là ý nghĩa để là sinh sống sau này là cuộc đời hạnh phúc là trăm năm. Phục dựng lễ cưới truyền thống của dân tộc Paco nằm trong khuôn khổ Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao, du lịch các dân tộc thiểu số các tỉnh vùng biên giới Việt Lào, khu vực miền Trung Tây Nguyên năm 2019. Thông qua buổi lễ, góp phần giới thiệu văn hóa độc đáo của đồng bào Paco đến với người dân và du khách, đồng thời giáo dục bảo tồn nghi lễ trước nguy cơ mai một. Thông qua những cái hoạt động này, bảo tồn được cái nét văn hóa của bà con đồng bào dân tộc thiểu số. Và như hôm nay trong cái lễ cưới của đồng bào đã thu hút được nhiều người đến tham gia để xem và tìm hiểu những cái nét văn hóa độc đáo của người dân tộc Paco. Và trong thời gian tới thì đối với huyện cũng hết sức là quan tâm, không riêng là lễ tục cưới của đồng bào Paco, và đối với các cái nét văn hóa của dân tộc khác cũng sẽ tiếp tục được bảo tồn, duy trì, đặc biệt là tổ chức phục dựng lại các cái hoạt động lễ hội. Cưới hỏi là nghi lễ quan trọng đối với bất cứ dân tộc nào và đối với đồng bào Paco của huyện A Lưới cũng vậy. Việc phục dựng và bảo tồn lễ cưới truyền thống của đồng bào Paco không những làm sống lại bản sắc vốn có của đồng bào A Lưới mà còn góp phần bảo tồn những giá trị văn hóa dân tộc Việt Nam, đồng thời tạo thêm một sản phẩm du lịch độc đáo của địa phương. Chương trình Thời sự tối nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.